iKitchen, giải pháp tổng thể không gian bếp. Xin chào các bạn, tôi là Mai Linh đến từ hệ thống siêu thị bếp iKitchen. Các bạn thân mến, nước sạch là một trong những mối quan tâm hàng đầu của tất cả mọi người, đặc biệt là với những hộ gia đình sinh sống tại khu vực đô thị, trong bối cảnh mà ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng. Trước những thông tin như là phát hiện thêm các cơ sở kinh doanh nước uống nóng bình bẩn thì càng khiến cho người tiêu dùng trở nên băn khoăn và lo lắng, không biết là cách nào để gia đình mình có thể sở hữu một nguồn nước lọc tinh khiết để uống cũng như là để nấu ăn. Chính vì vậy, trong video ngày hôm nay, iKitchen sẽ giới thiệu đến bạn một giải pháp vô cùng đơn giản nhưng lại rất hiệu quả, đó chính là sử dụng những chiếc bình lọc như thế này ạ. Bình lọc tiện lợi thì có công nghệ hiện đại, có khả năng lọc rất cao cho nên hoàn toàn yên tâm với người sử dụng. Trong video ngày hôm nay thì iKitchen sẽ giới thiệu đến bạn một sản phẩm bình lọc như vậy, đó chính là bình lọc tiện lợi Aquaphor. Sản phẩm bình lọc tiện lợi Aquaphor được nhập khẩu nguyên chiếc từ châu Âu và có quy cách đóng gói trong một chiếc thùng như thế này ạ. Và bao gồm một bình lọc, lõi lọc. Lõi lọc thì được bọc trong túi ni lông và khi các bạn gỡ ra thì đây chính là phần lõi lọc bên trong. Về chiếc bình lọc này thì có dung tích là 4,2 lít và các bạn có thể nhìn thấy một vẻ hình thức bên ngoài rất là sang trọng và hiện đại. Về chất liệu thì chiếc bình lọc này sở hữu chất liệu là nhựa titan. Đây là một chất liệu vô cùng bền, khó vỡ và đặc biệt là không có chứa các chất gây ung thư. Các bạn có thể nhìn thấy bên ngoài giống như thủy tinh ấy, rất là trong suốt và đẹp, tuy nhiên thì chiếc bình rất là nhẹ. Và đặc biệt trong cả quá trình sử dụng thì chiếc bình không hề sử dụng đến điện, cho nên các bạn hoàn toàn có thể linh động mang đi, có thể đặt ở bàn uống nước của gia đình hay là sử dụng trong văn phòng, và đặc biệt còn có thể mang theo khi đi du lịch. Điều đặc biệt của chiếc bình lọc này chính là sử dụng lõi lọc A5 với công nghệ lọc vô cùng hiện đại. Khả năng lọc của lõi lọc này đó chính là lọc các tạp chất, clo dư, kim loại nặng hay là chất ô nhiễm hữu cơ, hạn chế cặn canxi, thuốc trừ sâu, nhiều chất ô nhiễm khác, và đặc biệt có chức năng diệt khuẩn nhờ có sự kết hợp của sợi aqualen và carbon phủ bạc có trong lõi lọc, khả năng giữ nguyên được khoáng chất tự nhiên trong nước, và công suất lọc của lõi đó chính là 350 lít. Lõi lọc này thì được các nhà sản xuất khuyến cáo là sử dụng cho nước có độ cứng trung bình. Chính vì khả năng lọc đặc biệt này cho nên là nước máy sau khi lọc thì các bạn hoàn toàn có thể uống trực tiếp. Tốc độ lọc của chiếc lõi lọc này là khoảng 2,2 lít trong vòng 3 phút và thời gian các bạn cần phải thay lõi lọc mới là trong vòng từ 3 đến 4 tháng. Để phân biệt được thời gian nào là các bạn cần phải thay lõi thì ở phía trên nắp chiếc bình này có một chiếc đồng hồ cơ, và khi kim đồng hồ chỉ vào khu vực màu đỏ có nghĩa là các bạn đã đến thời gian cần phải thay lõi lọc mới. Sau đây Mai Linh sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng bình lọc nước tiện lợi Aquaphor. Trước tiên thì sau khi chúng ta bóc hộp bỏ đi những phần túi ni lông bên ngoài thì các bạn cần phải ngâm lõi lọc trong nước trong vòng 5 phút. Trong thời gian chờ đợi lõi lọc được ngâm thì chúng ta sẽ vệ sinh bình và phần phễu lọc ở bên trong. Các bạn chỉ cần sử dụng nước ấm để vệ sinh là chúng ta có thể sẵn sàng sử dụng rồi. So với những loại nhựa thông thường trước đó thì chất liệu nhựa titan của chiếc bình lọc nước Aquaphor này được đánh giá là chất liệu an toàn nhất trong tất cả các loại nhựa hiện có trên thị trường, cũng tương tự như chất liệu nhựa trên các bình sữa cao cấp. Chất liệu này có những ưu điểm vượt trội như sau. Thứ nhất, an toàn tuyệt đối cho sức khỏe vì không chứa chất bisphenol A, có thể kích thích sự nhân lên của tế bào ung thư vú và gây đột biến nội tiết tố. Thứ hai, khả năng chịu nhiệt tốt, có thể chịu được nhiệt độ lên đến 109 độ C. Trong điều kiện bạn không sử dụng để lọc nước thì có thể sử dụng để đựng nước nóng. Thứ ba, bề mặt nhẵn bóng trong suốt như thủy tinh, giúp tăng tính thẩm mỹ, không chỉ tiện dụng mà còn sang trọng. Và thứ tư, có khả năng chịu lực tốt, độ bền cao, giúp kéo dài tuổi thọ sử dụng của bình đựng nước. Đầu tiên đó chính là phễu lọc. Tiếp đến là lõi lọc. Các bạn
bạn lưu ý khi lắp lõi lọc vào bên trong đó chính là chúng ta lắp theo phương thẳng đứng, tránh để lõi lọc bị nghiêng như thế này. Và cuối cùng là phần nắp bên trên, bạn ấn chặt xuống. Các bạn có thể thấy là hoàn toàn đơn giản đúng không ạ? Sau khi lắp đặt xong thì chúng ta sẽ tiến hành đổ nước vào bên trong bình. Chúng ta sẽ đổ làm 2 lần và bỏ đi 2 lần nước đó, để coi như đây là một cách chúng ta tráng bình trước khi chúng ta rót nước vào và trực tiếp sử dụng. Bỏ qua 2 lần nước đầu thì chúng ta sẽ rót nước vào lại bình một lần nữa. Và đây chính là phần nước chúng ta sẽ sử dụng. Sau khi rót nước vào bên trong thì các bạn sẽ điều chỉnh phần kim đồng hồ bên trên về vị trí 100%. Và tiếp theo thì công việc của chúng ta chỉ là chờ đợi nước lọc xong và thưởng thức thôi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng kiểm tra xem thành quả lọc của chiếc bình lọc này như thế nào nhé. Đây chính là thành quả lọc của chiếc bình lọc tiện lợi Aquaform, và bằng mắt thường thì các bạn có thể quan sát thấy là phần nước rất là trong và không biết mùi vị của nó như thế nào đấy ạ. Mylin cảm thấy là nó không còn có mùi của nước máy nữa, và đặc biệt là có một cái vị ngọt, ngọt thanh nhẹ của khoáng chất. Như vậy thì rõ ràng công suất lọc và cái khả năng lọc của chiếc bình này thực sự hiệu quả. Khi các bạn lựa chọn sản phẩm bình lọc tiện lợi Aquaform thì không chỉ nhận về chất lượng, không chỉ nhận về sự tinh tế trong mẫu mã hay là những lít nước lọc tốt cho sức khỏe như thế này, mà các bạn còn góp phần bảo vệ môi trường khi chúng ta hạn chế giảm đi chất thải nhựa ở vào môi trường trong khi chúng ta dùng những chiếc chai nhựa hay là những bình lọc nhựa không rõ nguồn gốc. Điều đặc biệt nữa đó chính là chiếc bình này trong toàn bộ quá trình lọc không sử dụng đến điện, cho nên hoàn toàn có thể giúp bạn tiết kiệm điện. Và tính ra chi phí cho một lít nước lọc chưa đến 1.000 đồng. Sự tiện lợi, tính thẩm mỹ cũng như là những giá trị của chiếc bình lọc này mang lại hoàn toàn có thể làm hài lòng bạn, và bạn hoàn toàn có thể sử dụng chiếc bình lọc này cho rất nhiều mục đích khác nhau. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Để nhận được những thông tin hữu ích cũng như chương trình ưu đãi mới nhất, các bạn có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline 098 125 1010 hoặc truy cập vào website bepikitchen.com. Và đừng quên nhấn nút subscribe kênh Bếp iKitchen để có thể theo dõi những video mới nhất. iKitchen xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.